quan đến vụ việc bị bắt quả tang, tiểu tam xông vào đánh chính thức và ngay ngược có chồng không biết giữ. Trang Abi chỉ là diễn viên vào vai tiểu tam trong clip đánh ghen phố Tô Hiệu Hà Nội hôm ngày 10 tháng 10 vừa qua, sau rất nhiều bài đăng giải thích, thậm chí là chia sẻ clip hậu trường của nhà đài VTV để chứng minh clip đánh ghen chỉ là diễn. Trang Abi vẫn nhận về rất nhiều bình luận chỉ trích khó nghe. Không chỉ Trang Abi mà gia đình cô cũng trở thành tâm điểm tấn công của một bộ phận người dùng mạng xã hội. Sáng nay ngày 13 tháng 10, Trang Abi thông báo mẹ ruột của cô đã nhập viện điều trị sau những áp lực căng thẳng đến từ những lời chỉ trích của những người xa lạ. Mẹ em không hề gây ách tắc giao thông, mẹ em cũng không hề diễn vai tiểu tam cướp chồng đánh vợ, mẹ em lại càng không cổ suý dung túng cho việc lên ngôi. Và cuối cùng, mẹ là mẹ, em là em, đừng lôi mẹ em vào câu chuyện này, em xin nhắc lại, mẹ em không hề liên quan, Trang Abi bức xúc. Trang cho biết, tất cả bằng chứng chứng minh clip đánh ghen chỉ là diễn, điều đó được cô tung lên mạng. Tuy nhiên, điều này không làm hài lòng mà càng khiến một bộ phận phẫn nộ, giận dữ tiếp tục công kích cô và gia đình. Bản thân em là một diễn viên diễn vai tiểu tam, mà diễn không ra được vai, không tròn vai thì em sẽ thất bại thật sự. Còn để đến mức mọi người tưởng thật, để chửi để ghét em, thì em thật sự đã thành công. Nên dù mọi người có chửi em xin nhận hết. Làm ơn hãy phân biệt đúng sai, Trang nói về vai diễn của mình. Cuối cùng, Trang chỉ mong mọi chuyện dừng lại, ít nhất là việc dư luận hãy ngưng làm công kích và ảnh hưởng đến những người thân trong gia đình cô. Được biết, đây chỉ là tình huống mà nhà đài muốn nhắn gửi rằng hành động đánh ghen là không đúng, không văn minh, sẽ để lại hệ lụy và sự cố đáng tiếc xảy ra. Qua đây cũng muốn để xem ý kiến phản ứng của người dân vì nó là những sự việc trong cuộc sống. Còn bạn thấy sự việc này như thế nào? Hãy cùng chia sẻ nhé!